Nguyên tắc 5, nguyên tắc EF Hutton. Tiếp theo, người lãnh đạo thực thụ sẽ đứng dậy. Nhiều năm trước đây, có một trò chơi truyền hình tên là Nói Thật. Cách chơi trò chơi ấy như sau. Lúc đầu, cả ba người chơi đều khẳng định mình là một. Song chỉ một người trong nhóm đó được đưa đúng thông tin, còn hai người khác thì phải đóng kịch. Ban giám khảo sẽ đặt câu hỏi và yêu cầu họ trả lời. Qua những câu hỏi và trả lời, ban giám khảo sẽ tìm ra ai là người nói thật. Qua khả năng diễn tả, hai người chơi phải đóng kịch sao cho cả ban giám khảo và khán giả tin rằng họ đã nói thật. Khi đã có mục tiêu cụ thể, việc xác định lãnh đạo thực sự sẽ đơn giản hơn. Đừng tin những người tự xưng là lãnh đạo. Thay vào đó, hãy xem phản ứng của mọi người xung quanh người đó. Những người đi theo là bằng chứng cho sự lãnh đạo của ông ta. Hãy suy nghĩ về phản ứng của mọi người khi nghe họ nói. Khi Alan Greenspan phát biểu trước Quốc hội Mỹ, tất cả mọi người đều lắng nghe. Khi ông chuẩn bị thông báo về tỷ giá cho vay, toàn bộ cộng đồng tài chính ngừng mọi hoạt động để theo dõi. Điều này hoàn toàn giống với quảng cáo của EF Hutton trước đây. Khi Martin Luther King Jr. còn sống, ông rất được kính trọng. Bất kể nơi nào hay khi nào ông nói, mọi người da trắng cũng như da đen đều lắng nghe. Ngày nay, Billy Graham cũng đã nhận được sự kính trọng như vậy bởi cuộc đời liêm chính và nhiệt huyết cống hiến của ông trong gần 50 năm. Những nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới đã học nhiều từ những lời khuyên của ông. Tất cả các tổng thống Mỹ kể từ Harry Truman đều tìm đến sự tư vấn khôn ngoan và các nguyên tắc lãnh đạo quý giá của ông. Nguyên tắc EF Hutton thể hiện ý nghĩa của nó trong bất kỳ tình huống nào. Câu chuyện về cựu cầu thủ NBA Larry Bird minh chứng rất rõ cho luận điểm này. Trong suốt vòng bán kết một giải đấu quan trọng, huấn luyện viên đội Boston Celtics KC John đã gọi cầu thủ ra hội ý. Ông tập hợp tất cả các cầu thủ lại bên ngoài sân bóng chỉ để cho Bird nói: "Bảo họ chuyền bóng cho tôi và đừng chắn đường dẫn bóng của tôi." John đáp: "Tôi là huấn luyện viên, tôi sẽ tạo điều kiện tốt nhất." Rồi ông quay sang các cầu thủ còn lại: "Hãy chuyền bóng cho Larry và đừng chắn đường cậu ấy." Đó là khi một nhà lãnh đạo thật sự lên tiếng, mọi người đã lắng nghe. Trở thành nhà lãnh đạo thực thụ nhờ có. Khi nào một người lãnh đạo trở thành lãnh đạo thực sự trong tập thể? Như tôi đã giải thích trong nguyên tắc tiến trình, năng lực lãnh đạo không phát triển trong ngày 1, ngày 2. Không một ai được công nhận là lãnh đạo ngay lập tức. Trải qua một thời gian nhất định, 7 yếu tố sau đây sẽ đưa họ từng bước trở thành lãnh đạo. 1. Tính cách, họ là ai? Năng lực lãnh đạo thật sự luôn bắt đầu từ nội tâm của một con người. Chính vì vậy, một người như Billy Graham luôn có khả năng lôi cuốn rất nhiều người theo. Mọi người cảm nhận được chiều sâu tính cách của ông. 2. Mối quan hệ, họ quen biết những ai? Bạn chỉ có thể trở thành nhà lãnh đạo khi có người tự nguyện theo bạn trong công việc, và đó là lý do bạn luôn cần phát triển các mối quan hệ. Các mối quan hệ càng sâu sắc, khả năng lãnh đạo càng mạnh mẽ. Mỗi lần tôi bước lên một vị trí lãnh đạo mới, ngay lập tức tôi xây dựng các mối quan hệ, thiết lập đầy đủ các mối quan hệ đúng đắn với những người đúng đắn. Bạn có thể trở thành lãnh đạo thực sự trong một tổ chức. Thứ ba là kiến thức, họ biết những gì? Thông tin là sự sống đối với một nhà lãnh đạo. Bạn cần biết sự thật, hiểu những yếu tố liên quan, có tầm nhìn cho tương lai. Hiểu biết không tạo nên một nhà lãnh đạo, nhưng nếu thiếu hiểu biết thì không thể trở thành lãnh đạo. Tôi luôn dành thời gian học tập, nghiên cứu trước khi tiến hành lãnh đạo một tổ chức. 4. Trực giác, họ cảm thấy điều gì? Lãnh đạo không chỉ là quản lý dữ liệu, nó đòi hỏi một khả năng xử lý vô số vấn đề vô hình, trực giác. Thứ 5. Kinh nghiệm, họ trải qua những gì? Thử thách trong quá khứ càng khó khăn, bạn càng có nhiều cơ hội. Kinh nghiệm không đảm bảo cho mức độ tín nhiệm, nhưng khích lệ mọi người mang lại cho bạn cơ hội chứng minh khả năng của mình. 6. Thành công, họ đã làm được những gì? Thành quả bạn đã đạt được là minh chứng rõ rệt nhất về năng lực của bạn trước mọi người. Ở nhà thờ đầu tiên, tôi chẳng có được thành quả gì, nhưng với nhà thờ thứ hai, tôi đã gặt hái được một chút thành quả. Mỗi lần phấn đấu, nhận một công việc gian nan rồi thành công, mọi người lại có thêm lý do để tin vào khả năng lãnh đạo của tôi và lắng nghe những điều tôi nói.